Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi các tin tức kinh tế đời sống mới nhất trong nước. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành nghị định của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2, kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định nêu trên. Thời gian gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022. Nghị định này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính đến hơn nửa tháng 5, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 11,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 83,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy vốn đăng ký mới giảm 53,4%, nhưng vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần tăng mạnh, lần lượt là 45,4% và 51,6%. Đáng chú ý, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được 7,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số lượng dự án, Hàn Quốc là đối tác có nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới, mở rộng dự án đầu tư và góp vốn mua cổ phần nhiều nhất trong 5 tháng đầu năm nay. Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 năm 2022 tăng 0,38% so với tháng trước, tăng 2,48% so với tháng 12 năm 2021 và tăng 2,86% so với cùng kỳ năm trước. Giá xăng dầu trong nước tăng theo giá thế giới, giá lương thực thực phẩm, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên vật liệu đầu vào, được Tổng cục Thống kê cho rằng là những nguyên nhân chủ yếu làm CPI tăng trong tháng 5 năm 2022. Với mức tăng này, CPI bình quân 5 tháng đầu năm tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 1,29% của 5 tháng đầu năm 2021, nhưng thấp hơn mức tăng của 5 tháng đầu năm giai đoạn 2017-2020. Nhiều dự báo của các tổ chức quốc tế và các nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế trong nước đều cho rằng lạm phát của Việt Nam năm 2022 sẽ vào khoảng 3,8-4%. Thậm chí, có những dự báo đưa ra con số 4,5% tùy thuộc vào giá dầu thô và các loại nguyên vật liệu đầu vào, sản xuất tăng ở mức bao nhiêu. Do giá phôi nguyên liệu thế giới giảm nên nhiều công ty trong nước đã thông báo giảm giá thép. Đây là đợt giảm giá thứ 3 trong vòng 2 tuần sau khi giá thép lập đỉnh vào giữa tháng 5 vừa qua. Như vậy, từ đầu năm 2022 đến nay, sau 7 lần điều chỉnh tăng giá, các doanh nghiệp ngành thép đã giảm giá 3 lần. Giá thép đã giảm từ 1 đến 1,4 triệu đồng một tấn tùy loại so với đầu tháng 5 năm 2022. Nguyên nhân giá thép liên tục giảm được cho là do giá phôi và nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng đi xuống. Thông thường khi giá thép giảm thì một số loại vật liệu khác cũng sẽ hạ nhiệt và các công ty xây dựng, công trình thi công sẽ giảm áp lực. Đầu tháng 6 tới đây, Bộ Y tế sẽ tổ chức đợt uống vitamin A cho các trẻ dưới 6 tháng tuổi không được bú mẹ và trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ thiếu vitamin A. Việc uống vitamin A cho trẻ được thực hiện tại trạm y tế phường xã, thời gian tổ chức từ ngày 1, ngày 2 tháng 6 và uống vét ngày 3, ngày 4 tháng 6. Nếu thiếu vitamin A, trẻ dễ bị các bệnh nhiễm trùng, trẻ biếng ăn, kén ăn, chậm lớn và ảnh hưởng tới phát triển trí tuệ của trẻ. Để phòng thiếu vi chất dinh dưỡng, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo cần cho trẻ bú sớm, nuôi trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho trẻ bú mẹ cùng với ăn bổ sung hợp lý đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn. Các phụ huynh sử dụng các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng cho bữa ăn bổ sung của trẻ, thêm mỡ hoặc dầu để tăng hấp thu vitamin A, vitamin D. Cho trẻ trong độ tuổi uống vitamin A liều cao 2 lần một năm, bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng uống một liều vitamin A. Trên đây quý vị và các bạn vừa đến với bản tin trong nước cập nhật 14 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.